Ngày 17 tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phương Bình sinh năm 1981 nơi thường trú xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, năm 2018, Nguyễn Phương Bình quen biết chị P ngụ quận 5, Bình tự giới thiệu là cán bộ công an, hiện đang công tác tại Bộ Công an và có đứng tên thành lập một công ty tại phường 3 quận 6 để tạo niềm tin, Bình nhiều lần cho chị P xem một số công cụ hỗ trợ của ngành công an như còng số 8. Cuối năm 2018, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị P bằng cách thức đưa ra nhiều thông tin gian dối. Cần tiền để mua hóa giá nhà, mượn tiền xử lý việc cơ quan, trả nợ, lo viện phí cho mẹ để mượn tiền chị P. Do tin tưởng, chị P đã nhiều lần chuyển cho Bình tổng cộng hơn 9 tỷ đồng. Sau đó, chị P nhiều lần yêu cầu Bình trả tiền nhưng Bình đều trốn tránh không trả. Đến năm 2021, Bình bỏ trốn khỏi địa phương nên chị P đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã triển khai nhiều tổ công tác kiên trì ra soát lần theo từng dấu vết đầu mối liên quan đến Nguyễn Phương Bình. Ngày 14 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đưa Nguyễn Phương Bình sinh năm 1981 về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố để đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cũng thu giữ nhiều còng số 8 và các vật dụng tài liệu có liên quan. Tại cơ quan công an Bình Khai nhận toàn bộ sự việc trên, hiện phòng cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố chứng cứ xử lý theo quy định pháp luật.